Xin chào quý vị và các bạn. Các bác đang được theo dõi cửa hàng lên sóng từ cửa hàng Minh Audio Đông Hà Nội. Hai con đầu giải mã của hãng Kenwood. Hai con này nó là hai con đầu giải mã đẹp như tiên luôn anh em ạ. Đẹp như tiên luôn. Đó. 5090. Và cửa hàng mặc dù nó đẹp và chất âm vip luôn, nhưng cửa hàng cũng bán giá, báo giá cho anh em giá tại cửa hàng giá cực kỳ rẻ. Đó là chỉ có 4 triệu đồng một con anh em nhé. 4 triệu đồng giá tại cửa hàng một con anh em ạ. Đó. Hàng bãi zin đẹp xuất sắc, chạy full tính năng. Chạy đĩa MD độc lập, chạy giải mã độc lập bằng đường quang, đường đồng trục, đường AV. Đường AV thì anh em có thể cắm dây điện thoại hoặc là dây AV bình thường. Đó. Tôi đang chạy cả hai con đồng thời một lúc. Tôi đang chạy đĩa cho con phía dưới. Anh em có đĩa thì càng tốt nha, còn cửa hàng cũng không bán đĩa hoặc không tặng đĩa đâu. Có nghĩa ngoài chức năng giải mã nó còn có cả ổ đĩa MD. Nó là một dòng đĩa của Nhật. Tiếng thì mê mệt luôn. Đẹp xuất sắc từ mặt trước đến mặt sau. Không điểm chê luôn, màu vàng chanh. Bề ngang là tầm 43,5, 44. Bề sâu tầm 35. Trời ơi, nó mới mà nó đẹp quá mức. Quá mức cho phép. Stop, bỏ cái đĩa ra. Để anh em thấy được là nó giải mã độc lập nha. Tôi sẽ, ở đây con dưới tôi đang chạy giải mã đường AV. Còn con trên đang chạy giải mã đường quang. Có nghĩa là anh em có thể cắm dây AV hai đầu, hoặc cắm đường quang, hoặc cắm đường đồng trục là một đầu Casio. Bấm track input, mình sẽ chạy cái đường nào, mình cắm đường nào, mình sẽ phải chuyển tín hiệu đường đó. Tôi đang cắm analog thì sẽ điện analog vào tấm monitor. Đó. Khi chạy giải mã nó sẽ có đèn tia và nó sẽ báo tín hiệu đang nhận là analog và cho chữ monitor. Đó. Giải mã thì em bấm mỗi đường vào. Đó, bấm vào đây này. Đường quang thì để quang và bấm monitor. Ok, lên đến con phía trên anh em nhá. Đây, tôi sẽ quay mặt sau luôn để anh em tham khảo cho rõ. Hai con đẹp từ trước ra sau, từ sau ra trước anh em nhé. Như mới tinh. 100V, 13W. Series con trên là 0395, con dưới 0322. Đường vào quang, đường vào AV, đường vào đồng trục và đường ra cũng tương ứng có đầy đủ các đường như vậy. Giải mã đồng trục là một lỗ. Đây, tôi sẽ lấy đường tín hiệu vào con trên nhé. Tín hiệu ra, xuất tín hiệu giải mã ra. Đó. Đấy, nó nhận tín hiệu đang giải mã đường quang luôn này. Anh em có thể cắm đường vào AV như dưới này, hoặc là đường vào đồng trục như bên này. Đó. Còn đây là đường ra, xuất tín hiệu ra quang. Đẹp như mới tinh luôn. Bên trong siêu mới anh em nhá. Xuất sát tí tỉ ở đâu là phải có. Nhưng góc cạnh mặt tiền không điểm trên. Cái nước sơn nó như bóng mới tinh. Đây giải mã đường quang này. Đấy. Khi đường quang nó chạy lúc nào nó cũng có chữ 44.1HZ. Đấy là đặc điểm nhận diện. Đấy. Đấy, chọn đường vào. Còn đây đang đường quang thì tôi để đường quang, còn đây analog thì để analog. Đó. Và bấm mỗi chữ monitor là chạy nhá. Ở cuối chân có dàn thiên lý có. Chạy độc lập anh em nha, không cần đĩa tiếc gì cả. Bây cho đĩa vào chạy kiểm tra lốt ổ đĩa này. Đợi nó kiểm tra đĩa. Đấy nó chạy rồi. Nuột chưa anh em? Tiếng hay chưa? Chất âm vip chưa? Minh Audio ở đâu Hà Nội? Nó đã đẹp, nó đã chất âm vip, nó lại còn hay. Một mẫu đầu vàng chanh, anh em có thể đặt vào những con âm ly bạc hoặc con âm ly vàng chanh, chẳng hạn những dòng đế nông hoặc dòng săn xui vàng chanh, tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.